Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Việt Nam của chúng tôi. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc 10 án tù chung thân và hàng trăm năm tù sau phiên tòa về vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Ngày 19 tháng Giêng, Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã khép lại phiên xử đối với 100 người thượng trong vụ án tấn công và sát hại cán bộ ở trụ sở Ủy ban Nhân dân đã xảy ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023. Phiên tòa kết thúc với 10 án tù chung thân dành cho những người bị cáo buộc chủ mưu, những người còn lại bị kết án tù từ 3 năm rưỡi cho đến 20 năm tù. Trong số 100 người bị đưa ra xét xử, có 53 người bị kết tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. 45 người bị khép tội khủng bố. Hai tội danh còn lại là tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và che giấu tội phạm. Mỗi tội khép cho một người. Cuộc tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yakatur và Yatio thuộc huyện Kokon, tỉnh Đắk Lắk khiến cho 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát và cán bộ địa phương. Theo tường thuật của báo chí trong nước, tại phiên xét xử sơ thẩm kéo dài từ ngày 16 tháng Giêng đến ngày 19 tháng Giêng, các bị cáo xác nhận đã bị dụ dỗ, xúi dục và ép thực hiện cuộc tấn công bởi các nhóm phản động ở nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ và Thái Lan. Họ được nói là không hề đề cập đến vấn đề xung đột sắc tộc, đàn áp tôn giáo hay tranh chấp đất đai. Tuy vậy, tại cuộc họp của Ủy ban Tư pháp Chính phủ diễn ra hồi tháng 9 năm 2023, nói về vụ nổ súng ở Đắk Lắk, tờ VN Express dẫn lời Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ thừa nhận rằng nguyên nhân sâu xa cội nguồn vẫn là những vấn đề kinh tế xã hội của đồng bào trong vùng, phân hóa giàu nghèo, quản lý đất đai, xây dựng hệ thống chính trị và cuối cùng là một số nội dung khác về quản lý an ninh trật tự ở cơ sở. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, bà Hắc Biap Grong là một nhà hoạt động nhân quyền người ED tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ năm 1980 cho đến bây giờ, đa số người thượng khi bị đàn áp và bị cáo buộc với những tội danh như phá hoại chính sách đại đoàn kết của nhà nước, thì những hoạt động của họ lại không nằm trong bản án. Nhưng toàn bộ những người bị đem ra xét xử bởi tòa án thì các cáo buộc của họ rất giống nhau từ trước tới giờ rồi. Đây giống như một bài văn được đọc đi đọc lại, chẳng hạn như là bị lôi kéo, bị xúi dục bởi các thế lực bên ngoài. Đây không còn là điều lạ lẫm đối với những người theo dõi tình hình ở Tây Nguyên. Bà cũng nói thêm rằng bản thân người thượng hiểu rõ cái giá phải trả nếu bị bắt, cho nên sẽ không thể dễ dàng bị lôi kéo để thực hiện những hành động mạo hiểm như vậy. Phiên tòa kéo dài chưa đầy 5 ngày để xét xử 100 bị can được luật sư Đặng Đình Mạnh là người không có liên quan đến vụ án cho rằng bất khả thi. Ông nói với đài RFA, vì chỉ cần hội đồng xét xử, công tố và luật sư xét hỏi đã làm rõ tội trạng của từng nghi can đã không đủ thời gian, chứ nói gì đến một loạt thủ tục trước và sau đó. Trừ phi đây là phiên tòa mà dân gian gọi là sách mé về nền tư pháp, trong nước gọi là án bỏ túi. Mọi sự đều đã được định sẵn từ trước. Việc xét xử của tòa án, tranh luận của công tố và bào chữa của luật sư đều chỉ là hình thức và thực hiện qua loa cho xong. Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên 9 án tử hình trong một đường dây buôn ma túy. Tòa án tỉnh Nghệ An vào ngày 22 tháng Giêng tuyên 9 án tử hình sau 3 ngày xét xử 11 người trong một đường dây buôn lậu ma túy xuyên biên giới. Truyền thông nhà nước loan tin cho biết 9 án tử được tuyên cho bà trùm đường dây là Trần Thị Mậu, 56 tuổi, ngụ tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, và 8 đồng phạm khác. Ngoài ra, còn có 2 người trong đường dây này bị án chung thân. Cáo trạng cho thấy bà Nguyễn Thị Mậu và ông Nguyễn Sĩ Đức trực tiếp chỉ đạo đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Các loại ma túy đưa về Việt Nam sau đó được chuyển đi Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Bà Trùm Nguyễn Thị Mậu khai nguồn cung cấp từ 2 người Lào, không xác định lai lịch cụ thể, rồi cho tay chân đàn em gùi ma túy vượt biên giới, cắt rừng đưa vào Việt Nam. Việt Nam được cho là một trong những nước có luật cấm vận chuyển buôn bán ma túy khắt khe nhất trên thế giới. Tử tù thường bị thi hành án một cách bí mật. Tổ chức theo dõi nhân quyền ân xá quốc tế cho rằng Việt Nam là quốc gia thi hành án tử hàng đầu thế giới. Kể từ năm 2013, Việt Nam áp dụng biện pháp tiêm thuốc thay vì xử bắn tử tù như trước kia. Ngân hàng Thế giới hủy tài trợ ở Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa bị Ngân hàng Thế giới tức World Bank hủy tài trợ hơn 10 triệu Mỹ Kim xây dựng kè đường hai bên sông Cái Nha Trang do liên quan đến việc bồi thường cho dân bị ảnh hưởng từ dự án không đúng chính sách của World Bank. Theo ông Phạm Văn Chi là cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa,
việc để World Bank hủy tài trợ hơn 10 triệu Mỹ Kim cho các hạng mục xây dựng hai bên bờ sông Cái do liên quan đến việc bồi thường đất đai là một tổn thất lớn, làm mất một cơ hội phát triển thành phố Nha Trang và cải thiện môi trường sống cho cư dân. Theo World Bank, một trong các mục tiêu cụ thể của tiểu dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải Nha Trang, tức CCCEP Nha Trang, là giải quyết tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường khu vực phía bắc thành phố Nha Trang, đồng thời cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường khả năng thoát lũ và chống sạt lở hai bên sông Cái Nha Trang, kết hợp nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố theo quy hoạch của tỉnh. CCCEP Nha Trang đã khai triển từ năm 2016, được gia hạn thêm 18 tháng và phải hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thế nhưng, theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Phát triển tỉnh Khánh Hòa, đến tháng 11 năm 2023, chỉ có 26.2% người bị ảnh hưởng được bồi hoàn và bàn giao đất cho CCCEP Nha Trang. Tháng 3 năm 2023, World Bank kiểm tra thì tại dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp có đến 32% phương án bồi thường cho dân không tuân theo đầy đủ quy định chính sách của tổ chức này mà chính phủ Việt Nam đã cam kết ban hành theo các hiệp định tài trợ vốn đã được ký kết. Một giáo dân đến Mỹ tị nạn sau vụ trao đổi trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ông Huỳnh Ngọc Trường, nhà hoạt động vì quyền đất đai và là giáo dân cồn dầu ở Đà Nẵng, vừa rời Việt Nam đến Mỹ định cư sau nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Hà Nội trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông chia sẻ cảm xúc với VOA vào hôm 19 tháng Giêng, một ngày sau khi ông và gia đình có tất cả 6 người đặt chân đến thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina. Ông Trường nói, trốn chạy khỏi chế độ độc tài và đến một đất nước tự do, tôi rất bỡ ngỡ và xúc động khi chính phủ Mỹ quá tốt với những người tị nạn như chúng tôi. Họ lo nhà cửa, các thứ, tôi xin cảm ơn chính phủ Mỹ. Ông Trường cho biết rằng sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden vào tháng 9, ông vẫn chưa được công an Đà Nẵng cho xuất cảnh ngay vì trường hợp này khó đi. Ông thuật lời một quan chức an ninh nói với ông. Ông nói tiếp, tôi bị cấm xuất cảnh vào năm 2019, mãi cho đến cuối năm 2023. Sau khi được Tổng thống Biden qua Việt Nam nâng cấp quan hệ và tôi được cho vào diện trao đổi, thì họ mới bằng lòng cấp hộ chiếu để tôi xuất cảnh. Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính phủ BPSOS ở Mỹ, nói với VOA rằng tổ chức của ông đã vận động cho ông Trường xin tị nạn tại Mỹ sau khi ông Trường và các giáo dân cồn dầu sang Thái Lan tham dự Hội nghị Tự do Tôn giáo và Niềm tin Đông Nam Á vào năm 2019. Và khi họ quay về, đã bị công an xuất nhập cảnh thẩm vấn, câu lưu. Gần 5.000 doanh nghiệp bất động sản phá sản, ngừng kinh doanh trong năm 2023. Có gần 5.000 doanh nghiệp đã phá sản, giải thể hoặc ngừng kinh doanh có thời hạn trong năm 2023. Đó là thông tin do đại diện Bộ Xây dựng cho báo chí hay trong ngày 20 tháng Giêng. Theo đó, có 1.286 doanh nghiệp phá sản, giải thể tăng 7.7%. Và 3.705 doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng 47.4% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tức VARS, cũng cho biết bất động sản là ngành duy nhất có số doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất trong năm 2023, chỉ khoảng 4.725 doanh nghiệp, giảm khoảng 45% so với cùng kỳ. Hiệp hội xác nhận bình quân mỗi tháng có khoảng 107 doanh nghiệp địa ốc bị phá sản. Trong báo cáo của mình, VARS nêu rằng các doanh nghiệp may mắn còn tồn tại trên thị trường hầu hết đều xác định tinh thần hoặc là lỗ hoặc lợi nhuận có thể giảm đến 80-90% so với cùng kỳ các năm trước. Theo Bộ Xây dựng, sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do trong năm 2023, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản đối đầu với 3 khó khăn, thách thức lớn. Đó là việc liên quan về pháp lý dự án, cụ thể như việc thực hiện quy định về phương pháp định giá đất còn nhiều trục trặc. Quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhưng không phù hợp với quy hoạch cấp trên. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương còn chưa kịp thời, đồng bộ cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho dự án bất động sản trong công việc giải tỏa mặt bằng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thỏa thuận thu hồi đất, áp giá bồi hoàn với người dân, công việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thực hiện các hồ sơ thủ tục của dự án. Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã gặp khó khăn trong vấn đề vốn vay tín dụng, không huy động được vốn trái phiếu doanh nghiệp và huy động vốn khác, dẫn đến thiếu vốn để thực hiện dự án, phải giãn tiến độ và dừng khai triển. Và có tin là trụ trì chùa Ba Vàng nhận kỷ luật cảnh cáo của Giáo hội Phật giáo nhà nước.
Truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 21 tháng Giêng dẫn thông báo kết luận kỷ luật của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, bị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam kỷ luật cảnh cáo. Lý do về những sai phạm do vị sư này gây ra tại Chùa Ba Vàng. Theo quyết định kỷ luật cảnh cáo, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và thông báo đến các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Quyết định còn nêu rõ, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết hứa nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Chùa Ba Vàng bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế một năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh phải tăng cường giám sát hoạt động tôn giáo, truyền thông của Chùa Ba Vàng, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Ngày 4 tháng Giêng vừa qua, báo Giác Ngộ, cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực miền Bắc của Giáo hội vừa có phiên họp tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội để xem xét việc kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về việc trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật. Từ ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng đã tổ chức rước, trưng bày và chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, thu hút hàng vạn Phật tử đến chiêm bái. Sự việc đã gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trên mạng xã hội phản đối hành động này, bày tỏ nghi ngờ về cái gọi là sợi tóc Đức Phật có từ hàng ngàn năm và cho rằng Chùa Ba Vàng đã thu hàng chục tỷ đồng trong vụ này. Heo nhập lậu ồ ạt vào Việt Nam, người chăn nuôi kêu cứu. Trong đơn gửi đến Thủ tướng Việt Nam mới đây, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, hai tuần đầu năm, mỗi đêm có từ 6.000 cho đến 7.000 con heo từ Cambodia nhập lậu vào Việt Nam. Theo tính toán của Hiệp hội này, số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày. Với giá bán chỉ trên dưới 50.000 đồng một ký heo hơi, khiến người dân chăn nuôi trong nước thua lỗ vì phải bán dưới giá thành sản xuất. Nhiều năm qua, ngành chăn nuôi trong nước đã chịu áp lực từ dịch bệnh COVID-19, dịch tả heo châu Phi cho nên thua lỗ liên miên. Nhiều trang trại hoặc hộ chăn nuôi phải giảm số lượng nuôi, ngưng sản xuất. Trước đó, trong năm 2023, Hiệp hội này đã hai lần kiến nghị về tình trạng heo nhập lậu ồ ạt vào Việt Nam. Trong đó, Hiệp hội cũng từng gửi tâm thư đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng mong muốn có những chính sách cứu nguy khẩn cấp cho ngành chăn nuôi. Theo Hiệp hội, cách đây 10 năm, cả nước có 10 triệu hộ chăn nuôi, đến năm 2021 còn 4 triệu hộ, nay còn không đến 2 triệu. Nếu không sớm ngăn chặn nhập lậu và có các giải pháp thích hợp, nhiều vùng có nguy cơ bị xóa sổ về chăn nuôi. Giá đồng đô la tự do vượt 25.000 đồng. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do ngày 22 tháng Giêng đã tăng vọt và lần đầu vượt mức 25.000 đồng kể từ tháng 10 năm 2022. Các điểm thu mua ngoại tệ trên thị trường nâng mạnh giá mua bán đô la thêm gần 200 đồng so với cuối tuần, lên 24.980 cho đến 25.080 đồng một đô la. Nếu so với đầu tháng, mỗi đô la chợ đen tăng 260 đồng chiều mua vào và 300 đồng chiều bán ra, tương đương mức tăng từ 1 đến 1.2%. Nhưng so với vùng giá kỷ lục thiết lập vào tháng 10 năm 2022, hiện giá đô la Mỹ trên thị trường chợ đen vẫn kém hơn khoảng 250 đồng một đô la. Giá đô la tự do tăng mạnh thời gian gần đây và đang tạo cách biệt so với tỷ giá ngân hàng. Ở chiều mua vào, giá đô la tự do cao hơn khoảng 600 đồng và chiều bán ra vên khoảng 400 đồng một đô la. Các chủ cửa hàng giải thích giá đô la Mỹ tăng do nhu cầu cao hơn. Chủ một hiệu vàng lớn trên đường Lê Lợi, quận Nhất cho biết mấy ngày qua, ngoài thị trường lan truyền thông tin về các doanh nghiệp sắp đến kỳ đáo hạn trả nợ vay ngoại tệ, nên nhiều người tranh thủ mua đô la vào vì sợ nguồn đô la khan hiếm. Hãng xe VinFast cho thuê xe tự lái dịp Tết. Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM sau đó có dịch vụ taxi điện, xe ôm điện, giao hàng bằng xe máy điện, thì nay có thêm dịch vụ cho thuê xe tự lái. Theo đó, khách hàng có nhu cầu thuê xe tự lái trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến có thêm lựa chọn thuê xe tự lái bằng xe hơi điện từ 5 đến 7 chỗ ngồi. Khách thuê xe tự lái có thể vào app Sun SM và tìm dịch vụ Sun SM Rentals để chọn và đặt thuê xe, hay vào website của công ty GSM để liên lạc đặt thuê xe hoặc qua số điện thoại. Nhiều người đã thuê xe tự lái trước đây cũng khá tò mò về chiếc xe điện của VinFast và họ cho biết sẽ chuyển thuê từ xe xăng sang xe điện khi có nhu cầu.
anh Đỗ Minh Tuấn ở thành phố Thủ Đức cho biết đã tìm hiểu thông tin về dịch vụ trên và so sánh có mức phí tương đương với xe xăng mà anh đã từng thuê hồi dịp Tết năm ngoái. Do đó, Tết năm nay sẽ chuyển sang thuê xe hơi điện để trải nghiệm. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Thống đốc Florida Ron DeSantis chấm dứt cuộc vận động tranh cử tổng thống 2024. Tổng thống Biden xóa nợ sinh viên thêm gần 5 tỷ đô la.